nó gần cầu Thủ Thiêm. Tại vì giờ nghe bà nói tới đôi đôi bà sợ dữ. Mà giờ chơi chứ cũng lẹ thì hay mới đây là 14 năm rồi. Dữ vậy hả? Thì nó đám cưới 2010. À, 24 rồi. 14 năm rồi. Nhà hàng đó giờ không biết còn hay là không nữa. Nhiều khi nó phá sập nó cất. Cái nhà hàng giờ đó còn đâu anh? Còn hả? Dạ không. Không còn hả? Dạ không. Nó phá sập nó cất những cái chung cư hay gì nó được nhiều tiền hơn. Dạ. Giờ là hết rồi. Ừ. Giờ xây chung cư dốc. Kim Điền này vậy? Nhớ không? Đường Hậu Giang rồi. Thì qua cái đường cuối này lên chứ quẹo trái vô đó. Là của ông Kim Điền. Sau khi trở về từ thành phố Đà Lạt, thành phố tôi yêu, ai cũng hó ở trên rồi. Đi về đây mà nhớ tới cái bản nhạc Thành Phố Buồn của hình như ông nhạc sĩ gì mà đấu với Rạch Giá là bà đấu với Miền Tây á, nhạc sĩ gì cũng quên rồi, không biết nữa. Không biết nhạc sĩ gì tự nhiên giật quên tên. Cầu là gớm xong tới cầu nước lên cái này tới quốc lộ 1 xong cái vô qua cầu Bình Điền cái vô cao tốc tiếp là mình về nhà thôi. Đây khỏe rồi, hết kẹt xe nữa. Dạ hết rồi, đầu tư kẹt là kẹt hồi nãy 4 giờ rồi. 4 giờ giờ phải ra trước cầu Bình Điền trước 5 giờ, 4 giờ. Còn tiếng mấy đâu con, tiếng rưỡi nữa, tầm 5 rưỡi tới nhà. Dạ thì nãy con nói là 6 giờ là chị hao còn 5 rưỡi đó. Nếu không gì thay đổi là 5 rưỡi tới nhà. Còn sớm mà. Dạ. Sao vậy sao? Chị hãy nhắm sao? Ai biết tôi với mà. Cúc với vợ chồng Kim đi vô trong trong má rồi vô đó ăn đi rồi ấy. Ăn đi rồi đi về không? Chứ ghé đi, ghé đi ăn chứ gì. Trong lúc đồ ăn kia để nơ uổng. Mà đồ ăn rửa nghỉ ngơi. Dạ, đồ ăn kia còn ngon hơn đồ ăn này mua ở ngoài tiệm mình nữa. Đây có cái lâu đài nữa các bạn. Lâu đài gì? Dạ, lâu đài vàng. Các bạn thấy cái cục lâu đài nhỏ ở dưới không? Không biết. Đó là cái căn xây riêng cho bà bảo vệ giữ lâu đài này đó. Dạ không. Cái đó còn nói. À, nhưng mà lâu mấy cái này là xưa cổ mới đây qua mới cất qua mới cất này của tư 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 nhân là một màu vàng. Dạ, làm giống như là, giống như là ở bên Á Rập kia. Nó cắt để nó giữ ủa cái building nhỏ màu vàng đó, nó cắt nó giữ cái building lớn à. Yeah. Hay là mà cắt cái bao hay là nó con của cái building lớn, building lớn vừa vừa đem ra ông chở ông khách khách đó, cái đó là xây cho ông bảo vệ ngồi giữ cái tòa nhà bự vậy á. Biết nó chơi nó thiệt cũng không biết. Yeah. Này là Phú Lâm luôn à, hiệu quả vô là Phú Lâm. Phú Lâm cây gõ đó. Hey. Mỗi lần anh Ba Đực anh bán cây xăng ở Phú Lâm nè. Ở đó ngã bảy vậy. Ngã bảy phải không? À, ngã bảy Hậu Giang. Dạ, ngã bảy Hậu Giang chỗ kê ra đường Phú Lâm luôn. Hồi đó anh chuyên môn bán xăng đi. Đây ngã gì? Ngã 6 Lý Thái Tổ, ngã bảy Hậu Giang. Ở
đây nghe, chứ mình ở ngoài Đà Lạt đâu có nghe ít gì đâu. Đà Lạt đặc biệt không nghe tiếng này nha các bạn. Sao không nghe? Không có hú rồi. Mà không có vẻ quanh tròn luôn như mình ở đây. Ở đây mà cái tai nạn vẻ thôi. Trắng lộn. Bệnh đâu thấy mà ngoài đâu thấy mang đâu. Có gì à? Có chứ. Đâu có đứng ngoài ấy đâu. Nó thấy. Không đứng gì mà nó phạt. Chỗ mà cái tội mà đậu xe mà vô ăn uống mà họ đậu không đúng chỗ á. Rồi ra nó phạt dữ lắm, nó gửi giấy không à. Giờ ra nó kẹp tờ giấy lên ý kiến á. À, đi đóng phạt vừa rồi. Vào vô trong thành phố đi ra cực khoe. Dạ. Nó lâu quá. Ừ, chứ phải chi nó làm một cái đường cao tốc mà nó bao bên ngoài thành phố á. Có hồi nãy có mà về Nguyễn Văn Nhân Linh á. Tại đường xấu con không đi á. Dạ. Cái đó đi quốc đó là quốc lộ rồi. Chạy được tới 80 toàn xe hơi không à. Đường nó về nó hư quá. Công nó chạy đứt bể hết trơn à. Nên có đi này cho nó êm á chứ. Nhóc. Đường này đỡ được chút. Cái nó êm lát rồi. Vậy là quan điểm của con là ta hậu răng có hơn 7 giỏ. Bể cũng bể mà sao. Qua đi về tới đây đi không mệt, vậy đây mệt không mà. Dạ. Về khỏe luôn à. Chứ còn có khúc chốc mà đi tránh chút xíu mà về mệt thôi. Còn thà tốn răng đâu xa gì đâu, qua đâu có nhiêu đâu. Mấy cái số đó, này về quẹo phải về con đó các bạn. An Sương, nghe là ngã ba An Sương rồi vậy đúng không? Dạ chạy quẹo phải là ngã tư An Sương quá. Ngã tư An Sương. Dạ. Cái tòa nhà này chắc mới quá. Ok, cái high-rise building đó, chắc mới á. Dạ cũng lâu. Cao ốc quá đó. Lâu rồi các bạn. Dạ. Dạ. Đợt, thấy cái màu. Đợt còn nhớ nó màu khác, nè màu khác. Dạ, em mới về chấm mới sơn. Sáng là bữa nào mà ta nghe yên là ta biết nó có khỏe nó đi á. Dạ, rồi. Kẹt xe rồi. Kẹt cái cầu Bình Điền luôn. Qua qua cầu Bình Điền mới hết. Nhớ cầu này hồi đó bị ấy không bị sập cái gì. Sập. Cầu Bình Điền nhớ. Sập vào năm 93. À, năm đàn anh Tư đưa ba đi rước. Đi rước thằng chồng ngôn á. Cái bị sập. Rồi anh đi ngõ Gò Công á. Quốc lộ 50. Nhớ cầu Bình Điền. Đó, không phải chồng ngôn, chồng Bê Lan. Bê Lan hả? Ừ. Chồng trước hả?
trước bây giờ là anh em bạn rể với anh người Lý á. Dạ đúng rồi, đó là dạ. Phân làng này các bạn, xe tải là chạy hết sát bên luôn, xe tải xe khách. Chiếc xe anh trước giống chiếc xe của anh gia đình anh Lý phải không? Chiếc xe đỏ chạy trước mặt mình đó. Này em không? Xe buýt quá. Ồ, xe buýt hả? Dạ, xe buýt. Này nguyên cái công ty. Có về sớm vậy ta? Ra lấy xe về phải không? Sao sớm thôi, mới có 4 giờ. 4:10 đứng luôn, kẹt là kẹt mấy này. Này của thành phố không? Dạ, cầu, cái để cái cầu, công ty điện. Tới cầu điện này qua. Ừ. Cầu gì? Dạ, cầu Bình Điền.
lợi chứ. Mà bữa con đi 2 giờ mấy là nó có chở lên con hai, chở lên cái công ty Bon Chen ở trên lên con á. Sớm dữ vậy. Dạ. Bữa con mấy giờ mà đi 2 giờ ta? Bữa con chở nhà Phương về là cũng vòng lên là 2:30 sáng đó. Mà nó có xe nó đón rồi đó. Sổ mở như vậy nè. Nằm ở trên thì chứ ngon lắm. Nằm dưới vậy ngoài. Dưới nằm ở trên là sốc dữ lắm à. Nhà tinh 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 mà đều nằm dưới im lắm, cũng như là mình họ không có gì mà ấy ở trên. Không có gì mà dầm. Xanh đỏ mà khi qua xanh đỏ cũng còn kẹt nữa. Rồi coi như là mình thoát khỏi sự kẹt xe hết chưa các bạn? Chưa nè, mình chưa chắc được. Phải qua xanh đỏ này mình biết được. Kẹt dài luôn. Nó nói đuôi tôi cho cỡ cây số rồi ha. Hơn chứ mày từ đường đi hơn cây số rồi. Tốt dưới này mà
kia nó kẹt dữ lắm luôn á. Giờ này vô Sài Gòn cả một vấn đề. Chú ba chạy gạo về tới đây. Nói hết rồi. Chừng nào chú ba chạy gạo mẹ. Cũng còn ráng chú ba chạy gạo.